em hôm nay là cái bóng anh rất là nhiệt tình luôn. Ok đấy, anh Hà Tinh Hồng hôm nay mình được MC và gia đình ông bà Thêu là mời cơm, có mấy anh em bên Sơn La sang chơi. Đây có em Khánh Bi này, đây có mấy anh em bên Sơn La sang chơi. Hôm nay vào nhà ông bà Thêu và nhà MC không có gì ăn. Đấy. Hôm nay ông bà làm bữa cơm rất là ngon này, toàn là đồ nhà thôi bạn ạ. Anh em ăn đi, ăn thử món gỏi cá thế nào. Khánh ăn đi mà. Khánh không ăn được đúng không? Khánh làm miếng cá đi. À không ăn cá. Cá gỏi á? Em kiểu quen ăn hoa chuối. Gỏi ngon ạ. Cái ban nước chấm này là anh làm không có tỏi, còn cái này là có tỏi. Ở trung tâm huyện thì có tỏi mà gần bến xe. Anh ấy không ăn được tỏi cơ. Anh nhìn bạn này ăn miếng gỏi cá nhá. Đó. Thế nào em? Quá ngọt đúng không? Anh nghĩ là sẽ được ăn một cái món gỏi cá ngon như này. Nước đậm nó ngon. Đây nhà này. Có vẻ nhạt này. Nước à, nước măng chua mình phải đậm như thế. Nó đậm như này mà. Mà rượu này ấy nhỉ, rượu nếp đúng không? Rượu ngon thật. Rượu chín luôn. Cái này thì tôi gì mình không trồng nữa, đất đầy. Mai Sơn. Đến thăm gia đình rồi. Chúc sức khỏe bà nhá. Chúc khỏe bà nhá. Rượu ngon các bạn ạ. Rượu này, rượu nếp chắc là ủ lâu lắm rồi. Hơi mặn. Ủ hơn 1 tháng, ủ hơn 1 tháng mới nấu. Ủ hơn 1 tháng mà rượu này để lâu rồi. Nếp thì anh em mình không ăn mà chỉ là toàn là nấu rượu ở trên. Xin phép anh em nhá, hôm nay mình sẽ ăn cái miếng gỏi cá này. Là từ chiều là mình làm nhưng mà bây giờ mình mới thưởng thức này. Là mình sẽ ghé một số lá này, lá lốt này và cái lá dổi này. Các bạn xem cái miếng gỏi cá này, nó hơi to một tí nhưng mà cái cá này, cá chép con này rất là ngon nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ ăn một miếng cho các bạn xem. Đây, mình sẽ cho hoa chuối này, rau thơm và ít tía tô vào đây. Mình ăn miếng to luôn các bạn nhé. Miếng này hơi to đấy ạ. Ăn này sướng, mà chấm phải chấm bằng tay này cho nó ngập mồm luôn này. Xin mời anh em nha, xin mời các bạn nha. Có lô này thủng cái thai không này? Cũng có thể. Có lô thủng cái thai, nước nó lên. Đây là con là... Hôm nay là không say không về nhá. Đi cùng nhau. Đây cho bà chị mời Khánh nha. Mời chung ạ. Mời chung. Bốn anh em bên Sơn La. Sơn La Lai Châu. Mày là anh em Sơn La Lai Châu gặp mặt. Mình cũng là làm với nhau một tí nhỉ. Còn tiền thì đang có chút công việc. Thì rồi ba anh em Lai Châu mình cũng uống với nhau không này thì khỏi. Không đây đang bận thì cũng là bốn thôi nhưng mà tí nữa sau thì hôn nhá, thì hôn rồi. Đâu rồi. Đâu. Khỏe không nhá? Bốn người chứ. Bốn người. Khỏe anh em nhá. Dô. Đây anh em nhập mâm sang bên này các bạn ạ. Đây tìm pin TV, ok. Ok. Đạt ơi. Không muốn giả thế nào? Không. Xảy ra. Quyết định không giả. Thảo Hanh nữa. Quyết định không giả. Nhưng mà bà nói phải giả nói chứ không giả nói là cũng khó được đấy. Cả đi. Người đẹp truyền cảm hứng.
người đẹp truyền cảm hứng nha các bạn ơi. Đây là em Hoàng Thị Lạ này, người đẹp truyền cảm hứng trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc năm 2022. Ôi, em uống tí nào đâu mà em rượu không uống á? Hoa quang, cánh hoa quang như thế này, như thế này, như thế này, ok, nào, nào, đây đây, 1, 2, 3, go. em chi em làm món này nhưng mà chưa chín đâu em chi. Em chi ơi, em làm món vũ nữ chân dài này chưa chín thì ăn kiểu gì? À con này cũng bán như kiểu đấy thôi. Nhưng mà chắc chín được chứ. Bố thì bố gọi bố con ăn được là bố nhai thấy ngon rồi. Bố nhai thấy ngon rồi. Con cứ mày nhà lên làm đi. Con mày nhà lên. Mẹ cứ có tính với con thế. Mẹ là phải thế. Vũ nghiêm khắc một tí. Này ơi, anh. À, này. Sao? Ôi, mời chị một chén ạ. Vợ chồng anh chị gì? Ồ quý hóa quá. Để đây bèn mướn. Thế thì đoàn kết ra ta bèn mướn mấy anh em mình nhỉ. Chỉ có cái giọng này rất là vui các bạn. Cực kỳ là vui, hôm nay giao lưu rất là vui các bạn nhá. Có gì các bạn tham khảo cho mình nhá. Hôm nay hơi vui một chút. Mẹ nó lên đi chú, thằng em chú nó mời. Một cô em. Thế là có chương trình nhà, à, chú về nhà thì ấy, anh em ta cứ lúc nào cũng lò con gọi. Đây là bố đôi chân dài MC em vừa đi dán về. Sao tình yêu, sao tình yêu đẹp trai thế? Nhảy múa luôn nhá. Ôi trời ơi, lên thăm nhau đi. Đấy 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 đấy. Giòn không? Không giòn. Anh uống với em chi với em làm tí nhá. Ôi con gái ơi. Ruby ơi. Anh uống với hai em chút. Em chi, em chén đi. Mẹ chưa nghe thấy. Này thực sự là rất là vui. Mẹ chưa nghe thấy. Được em chi mời cơm đến dự với gia đình. À, hôm nay thực sự là anh quay anh hướng về đây, anh hướng về đây. Có em Hoàng Thị Lạ, cứ đem chuyện cảm hứng để nhá. Không có đâu, quay người lái cho mày xem nào. Cả nhà anh mời một xem cả nhá. Wow. Lúc mẹ đến mẹ đã được hả anh đấy. Cao nhiều rồi đấy. Hai mẹ con này cứ cãi nhau. Bà ơi bà ra lưu đi hát thái đi. Hát chắc bất to để tiếp muôn bắn cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh ta thấy gì là tuần giáo đâu còn cái đó thử thôi. Quân chờ cũng có đeo bông bó xía cân đề lan lại sai chờ như ngơ bà xa la nà cân đề nà nà má dằm cân đề hạ cơ hạ bà gần đêm mặn hơn khó lành đầy lúa ơi hơn tông hành giàu khó hay trình bó mỹ sẵn khó anh ơi. Anh ba hân mê là nên khó khăn là khó khăn thay nà anh ơi cân đê hoa tạm thời thế đã nhỉ hay thế mình phải nín thở các bạn ơi cực kỳ là hát cực kỳ là hát cái bài nó quá là hay làm mình phải nín thở các bạn ạ. Em chi à, lấy rượu đuôi ngọt một tí nhở. Rượu đuôi ngọt rồi sai sớm rồi con lên lấy sai sớm cho không biết lấy sai sớm đấy khổ quá đây rất là vui các bạn này uống đây ai xui đây không sai sớm à có ai bảo chị hát không hát hay bảo hát hay là hát nào hoa hậu truyền cảm hứng hay không hay không một tí hứng nào luôn. Ôi trời ơi nếu mà có em người cắt cỏ trâu cho chị mà đi thi cùng đợt cái lan này à chị lan còn lâu mới được cái này đấy còn lâu mới được cô lấy hết rồi nhưng mà thực sự là em ấy rất là giỏi và quá tuyệt vời đấy đây là một trêu nhau thôi mình rất là tự hào về thân nhân mình ảo hai nữa
bố mẹ đừng cho bố phải đừng khóc. Sau một hồi anh em giao lưu thì giờ mình cũng hơi ngà ngà các bạn ạ. Có lẽ là phải xin phép mọi người mình sẽ tạm dừng video và mình sẽ giao lưu với mấy anh em trong ngày hôm nay.
xin phép toàn thể mọi người nhé.